lịch sử truyền thống trường sĩ quan chính trị 35 năm qua, là lịch sử xây dựng, phát triển, trưởng thành của một nhà trường đã và đang đi lên cùng sự lớn mạnh không ngừng của quân đội. 35 năm qua, mỗi cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết nên những truyền thống vẻ vang, xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, bậc đại học có uy tín của quân đội. Ôn lại lịch sử quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của trường sĩ quan chính trị là dịp để thế hệ chúng ta hôm nay tự hào về truyền thống vẻ vang mà lớp lớp cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ đã xây đắp lên trong suốt 35 năm qua. Trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất mực chăm lo đến công tác chính trị trong toàn quân, cục chính trị, các chính trị ủy viên khu và chính trị viên các đơn vị đã quan tâm bồi dưỡng, giáo dục bộ đội, coi trọng các mặt hoạt động của công tác chính trị. Tuy nhiên, những ngày đầu kháng chiến toàn quốc, công tác chính trị trong toàn quân còn rất lúng túng, quân số ít, một số chính trị viên còn chưa hiểu hết nhiệm vụ, hoạt động chưa có nền nếp. Để khắc phục những hạn chế trên, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 năm 1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Quân sự Toàn quốc lần thứ 3 của Đảng. Ngay sau đó, Cục Chính trị Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành lập trường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chính trị mang tên Danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi để bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chính trị viên trung đội và đại đội. Qua kiểm nghiệm thực tiễn trong công tác, chiến đấu, đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ chính trị nói riêng được bồi dưỡng đào tạo đã thực sự trưởng thành về mọi mặt, góp phần to lớn cùng toàn quân, toàn dân ta đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định tăng cường hệ thống các trường quân sự, lập thêm các học viện và trường sĩ quan để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 14 tháng 1 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định số 18 QĐ-QP thành lập trường sĩ quan chính trị quân đội nhân dân Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên, đại đội cho toàn quân, lấy hệ sơ cấp của Học viện Chính trị làm cơ sở để tổ chức. Vị trí đóng quân của trường tại doanh trại Lữ đoàn Công binh 229 ở thành cổ Bắc Ninh. Biên chế nhà trường lúc đó gồm 3 phòng, 2 ban, 2 tổ giáo viên và 4 tiểu đoàn học viên. 287 cán bộ giáo viên được điều động về trường sĩ quan chính trị. Đây chính là lực lượng nòng cốt để xây dựng nhà trường sau này. Ngày 10 tháng 6 năm 1976, Quân ủy Trung ương ra quyết nghị số 33 QNTU thành lập Đảng bộ trường sĩ quan chính trị. Trong thời gian này, điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho sinh hoạt, học tập còn gặp rất nhiều khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thiếu tá Trần Xuân Nhâm, nguyên trợ lý bảo vệ phòng chính trị nhà trường trong bộ phận tiền trạm khi về tiếp nhận vị trí đóng quân của nhà trường tâm sự. Là một trong những cán bộ đầu tiên được tiền trạm về xây dựng cái cơ sở vật chất đầu tiên của nhà trường ở tại thành Bắc Ninh. Trên tinh thần nhận nhiệm vụ ấy là rất triệt để, hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm và lửa trong tim á, còn nghĩa là hừng hực của những ngày chiến đấu á vẫn còn lưu lại cho cán bộ, cho chiến sĩ, cho học viên và công nhân viên. Cho nên là cái việc nhận nhiệm vụ cũng như là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ấy và thể hiện trên hành động, trên ý thức tổ chức kỷ luật, trong chấp hành mệnh lệnh và trong việc làm hàng ngày. Từ đầu năm 1977, nhà trường mở rộng chương trình đào tạo, đưa kiến thức đại học lịch sử, ngữ văn vào giảng dạy. Trong các năm 1977 đến năm 1978, nhà trường đã có 1.716 học viên tốt nghiệp ra trường, tổ chức bồi dưỡng bổ túc cán bộ chính trị sơ cấp ngắn hạn cho gần 900 đồng chí. Song với đào tạo chính trị viên đại đội, nhà trường đã phối hợp với trường đại học tổng hợp đào tạo đại học tại chức chuyên ngành văn, sử cho 320 học viên. Thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương về tăng cường đoàn kết, giúp đỡ,
và hợp tác với Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào trong giai đoạn mới. Tháng 9 năm 1978, nhà trường đã mở khóa 1 đào tạo cán bộ chính trị sơ cấp cho 114 học viên Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào. Ngày 3 tháng 10 năm 1978, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định số 28 QĐ-QP xác định trường sĩ quan chính trị là trường Đảng tập trung giảng dạy theo chương trình lý luận chính trị trung cấp của Đảng nằm trong hệ thống Đại học Mác Lênin. Nhiệm vụ của trường được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị xác định đào tạo cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị ở cấp đại đội, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chính trị cho các trường Đảng, trường hạ sĩ quan, trường trung cấp kỹ thuật trong quân đội, giúp bạn đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị cấp cơ sở, biên soạn tài liệu giáo khoa về công tác Đảng, công tác chính trị cho cán bộ sơ cấp trong quân đội, nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp cho sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị ở đơn vị cơ sở. Trong giai đoạn này, cùng với nhiệm vụ giáo dục đào tạo, phong trào rèn luyện thể lực, tham gia hội thao, luyện tập các phương án chiến đấu cũng được đẩy mạnh. Nếp sống quân sự được duy trì chặt chẽ, mối quan hệ quân dân phát huy tốt. Năm 1976, đội nữ bắn súng của trường tham gia hội thao quân sự toàn quân xếp thứ 3, đội nam xếp thứ 6. Đặc biệt trong đợt chống lụt cuối năm 1978, cán bộ học viên nhà trường là lực lượng chính tham gia giữ vững những đoạn xung yếu đê Ngũ Huyện Khê, Yên Phong, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc gửi thư tặng giấy khen, nhân dân địa phương quý mến, tin cậy. Năm 1979 cũng là năm chất lượng đào tạo của trường được khảo nghiệm trong thực tiễn chiến đấu. Tháng 1 năm 1979, nhà trường tổ chức cho 238 cán bộ học viên đi thực tập tại các đơn vị ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Đêm ngày 17 tháng 2 năm 1979, trên mặt trận biên giới phía Bắc, tất cả cán bộ, giáo viên, học viên của nhà trường đã đứng vững trên cương vị công tác, lãnh đạo, chỉ huy tổ chức đơn vị chiến đấu, giữ chắc trận địa phòng ngự, góp phần xứng đáng vào chiến công của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Tiêu biểu như các đồng chí Nguyễn Đình Tý, Nguyễn Thế Nhân, Đỗ Xuân Kiều, học viên chuyên ban triết học, Nguyễn Mộng Lục, Phạm Gia Nguyên, cán bộ ban chỉ đạo thực tập. Đặc biệt là tấm gương của anh hùng liệt sĩ Phan Đình Linh, học viên lớp chuyên ban kinh tế chính trị. Từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch đánh vào trận địa, Phan Đình Linh đã tổ chức cho đơn vị chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt nhiều địch. Trong trận đánh Giáp Lá Cà, Phan Đình Linh đã anh dũng hy sinh. Hành động dũng cảm của anh đã cổ vũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị chiến đấu, giữ vững trận địa. Chiến công xuất sắc của đoàn cán bộ, học viên thực tập đã để lại những tình cảm tốt đẹp đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân địa phương. Các đồng chí lãnh đạo mặt trận Cao Bằng đã gửi thư cho ban giám hiệu nhà trường, trong đó có đoạn viết: Nhà trường đã đào tạo những cán bộ có tinh thần dũng cảm, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy xứng đáng, là người chính trị viên, là linh hồn của bộ đội. Với những thành tích trong chiến đấu ở mặt trận biên giới phía Bắc, trong số 218 đồng chí trực tiếp chiến đấu, có hơn 80% được khen thưởng. Đồng chí Phan Đình Linh được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, ngày 16 tháng 12 năm 1981, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định số 418 QP đổi tên trường sĩ quan chính trị thành trường sĩ quan chính trị quân sự. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1992, nhà trường vinh dự được đón đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm. Tại buổi gặp mặt với cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường, Đại tướng đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực mọi mặt mà nhà trường đã đạt được. Trong sổ vàng truyền thống, Đại tướng chúc nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, phấn đấu trở thành một trường đào tạo sĩ quan gương mẫu toàn diện của quân đội ta. Tháng 11 năm 1995, trường sĩ quan chính trị quân sự hợp nhất với Học viện Chính trị quân sự theo nghị quyết 93 của Đảng ủy Quân sự Trung ương và quyết định số 687 ngày 8 tháng 8 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đã có đóng góp to lớn vào thành tích chung của Học viện Chính trị Quân sự. Trong suốt 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ năm 1976 đến năm 1995, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng
và Tổng cục Chính trị. Sự đoàn kết giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, trường sĩ quan chính trị quân sự đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, không quản gian khổ, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ chính trị, là một trường đảng của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trường sĩ quan chính trị quân sự đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, huân chương chiến công hạng hai, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng lãng hoa, Hội đồng Bộ trưởng tặng cờ luân lưu, đơn vị khá nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường tiên tiến, Bộ Quốc phòng hai lần tặng cờ, đơn vị khá nhất. Trong thực hiện cuộc vận động, phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc nhiều lần tặng bằng khen, giấy khen về thành tích tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đào tạo sĩ quan dự bị, giúp dân chống lụt và bảo vệ sản xuất. Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên hiệu phó chính trị nhà trường, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tâm sự. 35 năm thành lập nhà trường thì có thể nói là trải qua nhiều biến động, lúc tách ra, lúc nhập vào, nhưng mà đấy là do yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng mà cái điều mà có thể để lại cho những cái lớp cán bộ như chúng tôi ấy, thấy được, cảm nhận được ấy, thì dù trong cái hoàn cảnh nào, điều kiện nào thì cái tập thể cán bộ lãnh đạo cũng như là giáo viên, công nhân viên của nhà trường đều có một cái quyết tâm rất là cao để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của mình là đào tạo ra được những cái lớp cán bộ chính trị trẻ có năng lực để phục vụ cho quân đội. Có một cái điều đặc biệt là ở trường sĩ quan chính trị là cái chất truyền thống đấy, và cái xác định rõ cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở trong cái quá trình đào tạo để giúp cho một cái người cán bộ chính trị có thể làm trọn được cái vai trò của mình trong cái xây dựng chính trị tinh thần cho quân đội về trong tương lai, thì cái điều đó là được quán xuyến xuyên suốt và không bị trật trọc. Ngày 22 tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 69/2008 QĐ-BQP, trường sĩ quan chính trị được tái thành lập. Ngày 1 tháng 11 năm 2008, chính thức hoạt động độc lập, trở thành đầu mối trực thuộc Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Dụ, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường, nguyên phó giám đốc Học viện Chính trị phụ trách cơ sở Bắc Ninh tâm sự. Làm phó hiệu trưởng giúp cho hiệu trưởng Văn Cương một thời gian từ 1988 đến 1995. 7 năm làm phó hiệu trưởng về giáo dục đào tạo. Tôi nghĩ rằng 35 năm qua thì nó có cái gián đoạn của nó, thì sĩ quan chị vẫn là một trong những đơn vị đào tạo chính trị viên, là một trong cái trung tâm của quân đội để đào tạo cái người bí thư chi bộ, người đảng viên số 1 của cơ sở quân đội. Thì chúng ta phải phát huy cái bản chất quân đội và những cái nét riêng của sĩ quan chị. Sau 2 năm tái thành lập, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn trường nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tập trung xây dựng tinh thần, nỗ lực khắc phục khó khăn, ý chí quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Nhà trường đã tích cực nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo, rà soát, xây dựng, điều chỉnh chương trình, nội dung đào tạo đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính tư tưởng và tính thực tiễn. Chất lượng giáo dục đào tạo được giữ vững và từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đào tạo chính trị viên theo tinh thần Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động đổi mới phương pháp đã được duy trì nghiêm túc. Chất lượng từng bước được nâng lên theo hướng tăng tính sinh động, khoa học, hệ thống, logic của các bài giảng. Các khoa giáo viên đã tích cực bồi dưỡng phẩm chất,
năng lực sư phạm, phân công lao động sư phạm của đội ngũ nhà giáo, với quá trình xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm cho học viên ở các hệ, tiểu đoàn. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Quy chế giáo dục đào tạo được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Kết quả phân loại học lực của học viên tiếp tục được giữ vững. Qua 2 năm, đã có 1.073 học viên tốt nghiệp ra trường, phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ mới. Năm 2009, đội tuyển Olympic nhà trường đã giành giải nhất tại hội thi các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ 5. Nhà trường đã tập trung các nguồn lực sư phạm và nguồn lực khoa học vào biên soạn giáo trình, tài liệu, nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện đồng bộ đúng tiến độ và quy trình nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đã tổ chức tốt các hội thảo cấp trường, hội thảo cấp cơ sở, các buổi tọa đàm, sinh hoạt học thuật. Hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên đã được triển khai tích cực theo nội dung, hình thức, phù hợp với các đối tượng và hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Quán triệt và tổ chức thực hiện thống nhất nghị quyết lãnh đạo chuyên đề của Đảng ủy nhà trường và chỉ thị của hiệu trưởng về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Toàn trường đã thực hiện nghiêm các nền nếp, chế độ quy định, nội vụ vệ sinh gọn, sạch, thực hiện thống nhất lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quy định của đơn vị. Nhà trường không có vụ việc nghiêm trọng, kiên quyết xử lý vi phạm kỷ luật thông thường. Công tác hành chính quân sự, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phòng chống bão lụt, lực lượng trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, trực nghiệp vụ nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, góp phần rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ. Đoàn tuyển thủ tham gia hội thao thể dục thể thao quốc phòng toàn quân đã xuất sắc giành giải ba toàn đoàn, khối các học viện, nhà trường. Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng, đẩy mạnh các hoạt động cổ động, tuyên truyền, chủ động nắm và giải quyết định hướng tình hình tư tưởng. Các hội đồng, ban chỉ đạo thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, gắn với tiêu chí cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2009, toàn đảng bộ có 28 trên 32 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 87,5%. 4 trên 32 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 12,5%. 99,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 84,4% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động công tác dân vận được nhà trường quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Các hoạt động giao lưu kết nghĩa, hè tình nguyện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Đặc biệt là đã triển khai xây dựng và khánh thành bàn giao 28 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Các nội dung trên đã để lại tình cảm tốt đẹp giữa nhà trường với chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân tích cực xây dựng chương trình hành động, phát huy vai trò trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, quân nhân vào xây dựng đơn vị. Đoàn thanh niên của nhà trường tích cực triển khai cuộc vận động. Thanh niên nhà trường mẫu mực thực hiện ba đẹp, công đoàn phụ nữ với hội thi, nữ công đoàn viên khéo tay, duyên dáng. Các hoạt động xung kích, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp được triển khai có hiệu quả. 100% các tổ chức đoàn, hội phụ nữ, công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó 86,1% tổ chức đoàn, 77% tổ chức công đoàn cơ sở, 78,57% hội phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh. Đoàn nghệ thuật quần chúng nhà trường đạt giải xuất sắc trong liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên học sinh sinh viên lần thứ 7, khu vực 4. Công tác hậu cần đã làm tốt việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ trong nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm quân nhu, quân trang, doanh trại, vận tải và các mặt công tác. Tổ chức tốt cuộc vận động, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các hội thao ngành quân nhu, ngành xe máy, góp phần tích cực vào xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Với các thành tích đó, nhà trường đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2009. 35 năm qua, lớp lớp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhà trường đã viết lên những truyền thống vẻ vang, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
giữ vững phương hướng chính trị trong công tác giáo dục đào tạo, huấn luyện, xứng đáng là trường đảng trong quân đội. Luôn nêu cao nhiệt tình và trách nhiệm trước đảng, nhân dân và quân đội, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Giữ vững và luôn phát huy mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế, là một điển hình về xây dựng nếp sống chính quy, chấp hành kỷ luật và xây dựng môi trường văn hóa của toàn quân, đáp ứng yêu cầu là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới các mặt hoạt động công tác trong quá trình giáo dục đào tạo và xây dựng nhà trường. Hoạt động giáo dục đào tạo luôn gắn chặt với thực tiễn của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, sự nghiệp giáo dục đào tạo với đơn vị và với chiến trường. Đồng chí Thiếu tướng Trần Trung Khương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị khẳng định. Có thể nói là chúng ta có thể nhìn lại 35 năm qua của Trường Sĩ quan Chính trị. Chúng ta có thể thấy nổi bật lên một số điểm đáng chú ý sau. Đó là tinh thần chấp hành mệnh lệnh, giữ vững định hướng chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, trung thành với con đường mà Đảng Bác Hồ đã lựa chọn. Sự trung thành đó thể hiện trong chương trình, nội dung, đường hướng giáo dục đào tạo để đào tạo ra những người chính trị viên tương lai đảm nhiệm các nhiệm vụ về công tác đảng, công tác chính trị trên khắp các đơn vị trong toàn quân. Một cái điểm nổi bật thứ hai của truyền thống Trường Sĩ quan Chính trị đó là tinh thần vượt khó. Trường Sĩ quan Chính trị có lẽ cũng là nơi mà khó khăn thử thách rất nhiều. Từ những ngày đầu thành lập cho suốt trong quá trình phát triển. Nhưng bất cứ khi nào khó khăn, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên chiến sĩ của nhà trường cũng đã đoàn kết vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo và rèn luyện. Cái điểm nổi bật nữa mà chúng tôi thấy trong 35 năm qua thể hiện được đó là sự gắn bó với nhân dân. Sống trên một địa bàn văn hiến như Bắc Ninh, cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Chính trị luôn luôn nêu cao tinh thần vì dân, đoàn kết với nhân dân, quân với dân một ý chí. Về nhiệm vụ của trường trong thời gian tới, trường đang đứng trước một cơ hội lớn, đó là trường phấn đấu xây dựng trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong quân đội cũng như của nền giáo dục quốc dân, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế, tập trung vào việc xây dựng hiện đại hóa, chuẩn hóa công tác giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo và xây dựng quân đội trong những năm tới xứng đáng là một trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học có uy tín, một trung tâm đào tạo cán bộ phân đội có uy tín. Kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Trường Sĩ quan Chính trị 14 tháng 1 năm 1976, 14 tháng 1 năm 2011, trong bối cảnh toàn đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, phát huy truyền thống 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, toàn nhà trường nguyện giữ vững và phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó. Khi tiếp vào trang sử mới, những thành tích to lớn hơn nữa, trở thành một trường đại học đào tạo cán bộ chính trị có uy tín trong hệ thống các trường đại học của quân đội và của quốc gia.